Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Hàng order từ Nhật của mình lại về tiếp tục anh em này. Tiếp tục hôm nay lại cập nhật tiếp một sản phẩm nữa. Và mình vẫn đang về hàng order từ Nhật anh em nhé. Cứ về đến đâu là mình cắt cho anh em xem đến đấy. Và anh em xem nếu đúng chân sản phẩm thì alo cho mình, đến với kênh của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đang bán hàng ngày anh em nhé. Hàng của mình cam kết với anh em là hàng order từ Nhật về mà chuyên làm hàng tuyển chọn thôi anh em ạ. Nên là giá thì trong phân khúc bình dân thôi, nhưng mà anh em được mang lại những cái trải nghiệm và những cái sản phẩm rất là zin xịn đẹp, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ cắt đây là xem trong đây là con gì anh em nhé. Tiền nào của đấy thôi anh em ạ. Mình có thể mua đẹp, mua zin xịn được, chứ bảo mình giờ mình mua rẻ mua đẹp mà còn zin xịn nữa thì mình chắc chắn mình không bao giờ mình mua được anh em ạ. Nói chung là mình lấy thi công làm lãi thôi. Đấy, anh em nhìn nó đóng từ Nhật về đấy, hàng order từ Nhật về này anh em này. Đây là một con Omni anh em ạ, đẹp lắm. Đúng là hàng order từ Nhật là khác, tiền nào của đấy thôi. Mà giá ở trong phân khúc rất bình dân anh em nhé. Cam kết với anh em là đẹp, xuất sắc, zin nguyên bản, đẹp xuất sắc zin nguyên bản anh em nhé. Đẹp có khi là đẹp còn thiếu cái thùng xốp thôi anh em ạ. Đây là một con Omni của Lookman anh em nhé. Model của nó đây này, Lookman L90. Anh em nhìn máy đẹp không? Đẹp hơn cả có thùng xốp đấy. Giá con này là 8 triệu anh em nhé. Anh em yêu con này thì alo cho mình đi. Con này nó chạy xò nhôm sao ấy. Máy tuyển về đẹp lắm anh em ơi. Đây là anh em này, nó chạy 4 con sò nhôm Motorola này. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Anh em yêu con Lookman L90 thì alo cho mình. Đẹp xuất sắc, xin nguyên bản. Giá mình đang bán là 8 triệu. Xin chào, tạm biệt anh em.